Panasonic sập giá rất là sâu cho các dòng TV thông minh của mình. Và có một thông tin rất là hay. Đối với các bác nào mà đang sử dụng TV chạy hoặc hành Android, hoặc là nó sẽ có một cái cập nhật rất là mới. Sau một khoảng thời gian khá là dài thì mới lại tiếp tục về được hàng của Panasonic, dòng nhập khẩu Thái và là thế hệ Google TV. Đây là Google TV nhé. Các bác lưu ý này, cái giao diện mà các bác đang nhìn đây với hệ thống các chương trình được bố trí theo hàng ngang. Con này thì chưa phải là Google TV bởi vì mới về hàng và chưa có đăng nhập tài khoản cũng như là khởi động để kết nối với cả Wi-Fi. Còn bên này là dòng thấp hơn một chút. Thì đây là giao diện Google TV Android 11 mới nhất của 2023 này. Thế hệ Google TV mới của Panasonic được cập nhật các cái bản mới. Hệ thống các chương trình được bố trí trực quan giống với cả của TCL và Sony. Đây là cái mới nhất trên những dòng TV thông minh của Panasonic. Bởi đợt trước ấy thì nó chỉ có cái giao diện cũ này thôi. Với cái giao diện mà không có bố trí trực quan, các ứng dụng tập trung tại màn hình trang chủ và không dễ nhìn cũng như không đề xuất các chương trình mà mọi người hay xem, thường xuyên xem, hay là cho hẳn cái danh mục tab ứng dụng ra bên ngoài để người dùng có thể tải thêm tới hàng ngàn các ứng dụng khác nhau. 2023 thì điểm nhấn là mã LX800, còn đối với LX650 thì sẽ là phân khúc TV thấp hơn. Con này thì sở hữu độ phân giải 4K, là TV chạy Android và các bác có thể cập nhật lên được Google TV mới nhất. Và có một cái đặc điểm được Panasonic họ trang bị trên cái mã hàng thông minh này, đó chính là cái khả năng tìm kiếm giọng nói rảnh tay. Mọi người có thể là ra lệnh mà không cần cầm điều khiển, tương tác với cả trợ lý ảo trên cái mã hàng LX800 này. Thiết kế của LX800V thì khá là đẹp mắt. Mặt lưng gần như là nguyên khối bằng kim loại, viền kim loại bo, cũng như là phía trước có cái thiết kế tràn viền hai cạnh trái phải và phía trên. Hệ điều hành Android 11 có điều khiển tìm kiếm giọng nói cũng như là trang bị các ứng dụng, các kênh truyền hình thì sẽ giúp cho cái trải nghiệm của người dùng trở lên hoàn hảo hơn. Những dòng TV Panasonic của nhiều năm về trước thì sẽ không có chạy Android và thường nó chỉ tích hợp sẵn các chương trình cơ bản thôi. Từ 2019-2020 trở lại đây thì Panasonic họ bắt đầu phát triển những dòng này. Với thương hiệu của Panasonic thì không có gì phải bàn cãi rồi. Một trong những thương hiệu nổi tiếng từ các sản phẩm điện lạnh, sản phẩm gia dụng, và hiện tại với phân khúc TV thì sẽ có đại diện LX800 rất là đáng mua. Con này thì đang xuống giá khá là sâu, sau khi trừ hết quà thì về còn nhỉnh 13 triệu để phục vụ các bác. Thời gian bảo hành chính hãng 25, với các chương trình được tích hợp, với đặc điểm là có thể nâng cấp lên hệ điều hành Android. Đây là con LX650V nhé. Mã hàng này thì đang bán sau khi trừ hết quà thì giá nó xấp xỉ 12 triệu. Cái thằng LX800 này thì có cả kích cỡ màn hình 50 inch cho các bác mà có không gian nhỏ hẹp, diện tích nó hạn chế. Đây, các bác nhìn giao diện Google TV. Mã này về trước, 50 inch về trước và đã được cập nhật lên giao diện mới rồi. Các chương trình bố trí trực quan, sâu hẳn cái tab tìm kiếm giọng nói. Mọi người có thể là ra lệnh. Cái đặc điểm nổi bật cũng như là cái trải nghiệm mà vượt trội hơn so với ở các hãng khác ấy, đó là cái khả năng cho kết quả chính xác. Mọi người có thể ra câu lệnh bằng tiếng Việt, có thể tìm kiếm nội dung, ra lệnh cho TV bằng cách là đọc các câu lệnh thôi, thì TV nó sẽ nhận lệnh và thực hiện hồi trả đáp lại cái kết quả. LX800 thì có giá nhỉnh 13, LX650 có giá xấp xỉ 12. Và là Google TV này thì hiện tại thì đây sẽ là một trong những mã hàng khá là đáng tiền để các bác có thể là đầu tư. 50 inch thì có chiều dài nó xấp xỉ khoảng 1m1, chiều cao thì xấp xỉ khoảng tầm 80cm, và giá của 50 inch thì đang bán sau khi trừ hết quà thì con này đang nhỉnh 12 triệu một chút. Kích thước màn hình 55 inch, 55 LX800V, cái thiết kế thì cũng rất là thông minh với hệ thống các cổng được bố trí ở bên sườn, và cái khoảng cách từ cái khu vực kết nối cho tới ra ngoài mép của TV rất là ngắn. Mọi người có thể dễ dàng luồn tay hoặc là đưa cái đầu jack cắm của các thiết bị bên ngoài và để có thể là rút, để có thể là cắm. Nó trang bị đầy đủ các cổng luôn, có cả cổng tai nghe 3.5, cổng tách âm thanh cũ để có thể kết nối tiếng từ TV xuống âm ly xuống loa vi tính, và có đủ các cổng HDMI, cổng USB, cổng mạng
internet có dây, cổng anten và có cả cổng HDMI ARC nữa. Cái cổng này đã có thể đồng bộ với cả dàn loa bên ngoài, dùng một điều khiển của TV điều chỉnh tăng giảm âm lượng. Một cái mã hàng rất là đáng dùng. Mọi người cũng có thể là trình chiếu nội dung từ điện thoại thông minh, từ laptop hay các thứ lên trên màn của Lick 800, đơn giản và dễ dàng. Cái clip này được cập nhật để các bác cùng xem nhé. 50 inch thì đang bán với giá nhỉnh 12 triệu, 55 inch bán với giá nhỉnh 13. Và mã hàng mà không có cái tính năng tìm kiếm giọng nói rảnh tay thì đang bán với giá xấp xỉ 12 triệu. Xuất xứ là Thái Lan các bác nhá, bảo hành chính hãng 2 năm tại nhà. Mọi thông tin thì các bác có thể truy cập website ecomart.vn hoặc gọi hotline của bên em 0974178586 để được hỗ trợ. Cảm ơn các bác.